Nạn nhân tên là Như Hoa, là cô nương của Quốc Sắc Thiên Hương Lầu. Nghe nha hoàn của cổ là Tiểu Nguyệt nói, tối qua họ hầu rượu xong rồi khỏi tiểu lâu. Trời thì đang đổ mưa, đám kiệu phu bỏ đi hết. Tiểu Nguyệt chạy đi tìm kiệu phu, bỏ mặc một mình Như Hoa. Nhưng mà khi quay lại thì không thấy Như Hoa đâu nữa. Sau này mới tìm được thi thể của cổ trong hẻm nhỏ. Hai chân của nạn nhân bị chặt đứt, và chính mạng chính là nhát dao ở Ý Khâu. Móng tay của nạn nhân không có trầy xước hay bị dơ, có nghĩa là trước khi chết cổ không có dấu hiệu dùng vậy. Còn hai má của nạn nhân có vết bầm rất rõ, cho nên rất có thể cổ đã bị người ta đứng sau lưng bịt miệng rồi cắt đứt Ý Khâu chí mạng. Tức là giống như tình trạng lần trước Lý Dung Nga bị giết hại. Đương Quy? Lại là Đương Quy? Không lẽ hung thủ là người bán thuốc? Không có gì lạ hết. Ngô Hiểu Phi, dạ, đem cất đi, không chừng là manh mối quan trọng. Đâu hai đâu, nạn nhân không mang hài à? Chúng tôi đã tìm khắp nơi ở hiện trường cũng không trông thấy. Sao lại có sợi chỉ đỏ vậy? Đem cất đi, cẩn thận nha, đừng làm mất đó. Lấy thêm chậu nước cho tôi. Mọi người có trông thấy chậu nước có gì không? À, cái gì? Thì màu đỏ của máu. Ờ, thì đó. Sao có nhiều mỡ nổi trên mặt vậy? Cậu kia có óc quan sát lắm. Bởi vì người có lớp mỡ, cho nên chậu nước có mỡ không có gì lạ. Nhưng có điều như vậy, lớp mỡ trong chậu này hình như nhiều hơn bình thường. Thấy không? Ừ. Ý, còn cái gì nè? Hình như là thịt dụng à. Vậy thì con dao dùng để chặt đôi chân này chắc chắn bị mẻ, nếu không không lý nào có thịt dụng. Đúng rồi, đây là thịt chín, còn là thịt heo nữa. Trên người nạn nhân sao lại có thịt dụng chín vậy, còn là thịt heo nữa? Nè, nếu con dao này dùng để cắt cải thì chắc chắn còn dính rau. Nếu dùng để làm cá thì chắc chắn còn dính vảy cá, đúng không? À, tôi biết rồi, chắc chắn tên hung thủ là tên bán thịt heo. Chỉ đúng một nửa, cho dù mổ heo cũng chỉ mổ heo sống, loại lúc nãy là thịt chín mà. Dao trong bếp thường cắt thịt chín. Dao thì nhà nào không có. Hung thủ là ai vậy? Mọi người nhìn vết cắt của chân này đi, ngay ngắn vô cùng. Cho nên con dao dùng để chặt chân nhất định phải rất lớn, rất bén và rất nặng. Đa số gia đình đâu cần dùng con dao lớn như vậy, phải không? Hung thủ chắc chắn là đầu bếp. Này, xếp hàng, xếp hàng. Tất cả vào hàng chờ gọi tên vào. Vào hàng, nhanh. Chuyển bộ đồ. Toàn bộ đầu bếp của huyện Tùng Sơn đều có mặt ở đây. Ừ. Các vị bên này. Nè, tất cả những tên hung thủ giết người này nhìn gì nhìn? Nguyễn Cô Nương, Châu Tử Long, hai người thử nhận kẻ tối qua tấn công hai người có ở đây không? Hắn ta che mặt nên tôi không thể nhận ra. Còn Nguyễn Phu Nhân, bà có nhận ra không? Từ đầu tôi đã bị đánh bất tỉnh rồi, sao nhận ra? Là sao? Bây giờ tôi kêu cậu nhận dạng, cậu ngửi cái gì? Tôi phải ngửi mới được. Tôi tối qua có mùi Đương Quy nồng lắm. Phải rồi, lúc hắn ôm tôi cũng ngửi được trên người hắn có mùi Đương Quy nồng lắm. Nhưng là Đương Quy loại rẻ, không thơm chút nào. Vậy cô có nhớ hắn còn đặc điểm gì không? Tôi nhớ tên này tướng mạo cao to lắm. Ừ, lúc hắn ôm tôi không sao cử động được. Cao to cỡ nào? Cô thử mô tả đi. Giống như gì đó. Không phải. Giống như mấy người này nè, cao cái này nè. Do Nguyễn Cô Nương và Châu Tử Long đều nghi ngờ một trong số ba vị ở đây là người tối qua đã tấn công họ. Nếu các người muốn chứng minh bản thân trong sạch thì chặt đứt giò thủ trước mặt đi. Có thể bắt đầu. Chà, là hắn rồi. Một nhát đã chặt đứt giò heo, huống hồ là chân người. Không phải là đại nhân à. Tối qua tôi uống rượu, uống quá say ngủ lại nhà bạn. Bác Chu, tối qua bác đi đâu? Tôi làm việc ở Tửu Lâu, hôm qua có tiệc, tôi làm đến khuya mới về, chủ của tôi có thể làm chứng. Vậy còn Đường Tuyên,
Dĩ nhiên không phải cậu ta. Cậu ta là đầu bếp của Kính Tân Lâu chúng tôi mà. Lẽ nào tôi lại muốn hung thủ giết người? Đứng trước công đường không được ồn ào. Đại nhân à, tối qua tôi uống rượu với người phụ việc ở Tử Lâu, uống đến độ khoảng canh hai. Tôi thấy cậu ta hơi say nên tôi kêu cậu ta về ngủ. Còn tôi thì cũng ngủ luôn rồi. Tối qua khi Nguyễn Quân Đường bị tấn công thì vẫn chưa đến canh đầu, có nghĩa là tất cả họ đều không phải hung thủ. Vậy thì làm phiền ba vị. Ba vị có thể quay về. Tiểu nhân cáo lui. Nè, vậy chắc mấy cái giò heo gì cũng không tìm được hung thủ. Làm ngõ tác vậy sao? Làm bộ khóa vậy sao? Kỳ đại nhân, thật ra tôi đã nắm bắt được một số manh mối. Hai vụ giết người, một vụ Nguyễn Cô Nương bị tấn công, có một vài điểm chung. Thứ nhất, mỗi lần khi xảy ra vụ án đều là những đêm mưa sấm sét. Thứ nhì, hai vị nạn nhân và Nguyễn Cô Nương đều mang hài màu đỏ. Lý Dung Nga bị giết khi đang mang hài đỏ. Tối qua Nguyễn Cô Nương cũng mang hài đỏ, nhưng còn hài của Như Hoa vẫn chưa tìm được. Tôi chưa tìm được hài, nhưng mà tôi tìm được một sợi chỉ đỏ trong giới của cổ, có nghĩa là cổ cũng mang hài đỏ. Thứ ba, trên người hai vị nạn nhân và Nguyễn Cô Nương đều dính lại một ít đương quy dùng. Trời, chị tên này chắc chắn là sát thủ đương quy. Có thể là tên hung thủ thường ra vào ở tiệm thuốc bắc. Vậy chúng ta mời đầu bếp đến đây coi như nhầm lẫn hết rồi. Chuyển bộ đầu. Đại nhân, lập tức cho người đến tất cả các tiệm thuốc bắc, ở trong thấy gã đàn ông có thân hình cao to, bắt hết về đây tra hỏi. Dạ.